Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với sách tóm tắt về da liễu trên kênh YouTube của bác sĩ Nhung. Chủ đề của video ngày hôm nay bác sĩ Nhung muốn giới thiệu tới tất cả các bạn, đó là chủ đề về lỗ chân lông to. Bài viết được viết trong cuốn Da liễu thẩm mỹ, tập số 1, Phòng ngừa và xử trí tai biến trong thẩm mỹ nội khoa do Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2019. Chúng ta bắt đầu đi vào tổng quan về lỗ chân lông to. Lỗ chân lông là một đặc điểm lành tính, tồn tại chủ yếu trên gương mặt, đặc biệt là vùng mũi và má. Các lỗ chân lông được hình thành do sự nở rộng của nang lông tuyến bã. Đây là một trong các điểm ảnh hưởng ngoại hình quan trọng trên gương mặt của mỗi người. Chính vì vậy, lỗ chân lông to luôn là một vấn đề than phiền về mặt thẩm mỹ của khách hàng. Tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng gây khó chịu về thẩm mỹ cũng như tâm lý cho những đối tượng quan tâm. Chất lượng sống của khách hàng bị tác động tiêu cực. Việc điều trị thu nhỏ lỗ chân lông luôn là một thách thức đối với các bác sĩ thẩm mỹ nội khoa do cơ chế bệnh sinh phức tạp. Có nhiều phương pháp điều trị nhưng không có tiêu chuẩn vàng, đáp ứng điều trị phụ thuộc nhiều vào cơ địa của mỗi khách hàng. Định nghĩa: về mặt sinh lý, lỗ chân lông được định nghĩa là một lỗ tròn ở bề mặt giúp thoát khí hoặc dịch. Đối với da người, lỗ tròn này gồm có hai loại là nang lông tuyến bã và tuyến tiết mồ hôi. Tuyến mồ hôi thường phân bố đều trên mặt với mật độ là 200-300 trên 1 cm², và có kích thước từ 40-80 micromet với đường kính từ 5-10 micromet, không thấy được bằng mắt thường. Tuy nhiên, nang lông tuyến bã có kích thước lớn hơn nhiều và có thể nhìn thấy được với kích thước từ 250-500 micromet. Do đó, kích thước bề mặt có thể từ 0.05-0.2 mm², cấu trúc hình tròn với mật độ từ 10-90 cm², tập trung ở vùng má và thường tăng dần kích thước theo tuổi. Theo tác giả Sugiyama Nakagiri năm 2008, định nghĩa ngắn gọn lỗ chân lông là cấu trúc có hình tròn với kích thước lớn hơn 0.02 mm². Theo tác giả Sugiyama Nakagiri, vào năm 2008 đã định nghĩa ngắn gọn lỗ chân lông là cấu trúc có hình tròn với kích thước lớn hơn 0.02 mm². Phân loại lỗ chân lông. Các nghiên cứu về lỗ chân lông khá ít. Trong y văn, người ta không xem tình trạng lỗ chân lông to là một bệnh lý thực tế. Chính vì vậy, gần như không có phân độ chính thống tình trạng lỗ chân lông to. Một số nghiên cứu sử dụng các công cụ phóng to và phân nhóm để đánh giá tình trạng lỗ chân lông to trên lâm sàng, như nghiên cứu của tác giả Friedrich Freeman và cộng sự đã sử dụng công cụ soi da DermaScore và chia thành 7 nhóm lỗ chân lông tùy theo kích thước. Trong khi đó, tác giả Kim vào năm 2016 và cộng sự đã chia theo hình thái học của lỗ chân lông thành 3 dạng. Dạng thứ nhất là lỗ chân lông nhìn thấy được, có kích thước từ 0.1-0.6 mm². Dạng thứ hai là lỗ chân lông to, có kích thước từ 0.3-0.6 mm². Dạng thứ ba là dạng lỗ chân lông có đầu đen. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Trong da, các tuyến bã nhờn sản xuất và tiết ra bã nhờn là một hỗn hợp lipid phức tạp gồm các chức năng như bảo vệ tế bào, hoạt động kháng khuẩn, đưa chất chống oxy hóa tan trong chất béo lên bề mặt da và kháng viêm từ các lipid đặc hiệu giúp cân bằng nội môi. Bã nhờn được tiết ra bề mặt qua lỗ chân lông. Đây là một lỗ mở của đơn vị nang lông tuyến bã. Lỗ chân lông thường hình phễu mở rộng ở bề mặt. Có nhiều nguyên nhân nội sinh và ngoại sinh có thể là nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to, chẳng hạn như giới tính, di truyền, lão hóa, tiếp xúc với tia cực tím lâu dài, mụn trứng cá và các tuyến bã nhờn. Một số yếu tố khác gây tăng tổng hợp và tích tụ bã nhờn quá mức trong các đơn vị nang lông tuyến bã cũng góp phần làm tăng kích thước lỗ chân lông ở da. Theo tác giả Kim, vào năm 2016 cho rằng ba nguyên nhân chính gây ra lỗ chân lông to là: nguyên nhân thứ nhất là do sự tăng tiết bã nhờn. Trong chu kỳ kinh nguyệt có sự tăng tiết chất bã cao bất thường liên quan đến quá trình rụng trứng. Điều này được cho là có sự tác động của hormone LH và FSH lên việc tăng kích thước của lỗ chân lông. Ngoài ra, IGF-1 cũng góp phần làm tăng tiết chất nhờn ở mặt thông qua cơ chế kích hoạt phosphoinositide 3 kinase.
làm tăng tạo mỡ ở tuyến bã. Tác giả Rose M. với nghiên cứu tiền cứu ngẫu nhiên có nhóm đối chứng trên 60 người tình nguyện cũng cho thấy có sự tương quan giữa lượng bài tiết bã nhờn và kích thước lỗ chân lông. Nguyên nhân thứ hai là giảm độ đàn hồi xung quanh lỗ chân lông. Một số giả thuyết cho rằng các glycoprotein MAG1 và các protein ngoại bào có trong các tế bào sợi đàn hồi đã bị giảm dần theo tuổi. Điều này ảnh hưởng lên kích thước của lỗ chân lông. Đây cũng chính là lý do một số người xem tình trạng lỗ chân lông to là dấu hiệu của sự lão hóa. Nguyên nhân thứ ba là tăng thể tích lỗ chân lông kèm với lông dày. Kim và cộng sự cho rằng thể tích của lỗ chân lông có liên quan trực tiếp đến lỗ chân lông to, trong đó nhú bì biểu hiện như một thụ thể của androgen và sự thay đổi androgen cũng là một yếu tố chính làm tăng kích thước chân lông. Cũng trong nghiên cứu của tác giả Rose cho thấy kích thước trung bình của lỗ chân lông ở nữ giới là 0,09mm², hơn so với nam giới là 0,068mm². Ngoài ra, tiền sử mụn trứng cá, viêm nặng gây ra các vi sẹo làm cho ống chân lông dễ bị bít tắc khi có kích thích hormone androgen. Điều này làm thay đổi thể tích nang lông, thể tích lỗ chân lông và kích thước lỗ chân lông. Điều trị. Mặc dù hiện nay có khá nhiều phương pháp để điều trị lỗ chân lông to, tuy nhiên do cơ chế bệnh sinh phức tạp, ít nghiên cứu đánh giá so sánh hiệu quả của các phương pháp, đồng thời đáp ứng điều trị phụ thuộc nhiều vào cơ địa của từng khách hàng, nên việc lựa chọn phương pháp điều trị còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Theo tác giả Lee H.D., dựa theo cơ chế bệnh sinh chủ yếu gây nên tình trạng lỗ chân lông to, có 3 nhóm điều trị căn bản là giảm tiết bã nhờn, tăng độ đàn hồi cho da và triệt lông. Chúng ta đi vào nhóm thứ nhất là điều trị giảm tiết bã nhờn. Phương pháp sử dụng thuốc uống và thuốc hoa, isotretinoin là chất ức chế tiết nhờn hiệu quả nhất hiện nay. Tác dụng của isotretinoin bao gồm giảm hoạt động của tuyến bã nhờn và điều hòa hoạt động sừng hóa bên trong nang lông tuyến bã. Các thuốc kháng hormone androgen nhắm vào các tế bào chuyển hóa androgen trong đơn vị bã, như tế bào bã và tế bào tạo sừng nang, dẫn đến giảm tiết bã nhờn từ 12,5% đến 65%. Một số liệu pháp thường dùng như kết hợp thuốc tránh thai đường uống với spironolactone hoặc kết hợp thuốc tránh thai với thuốc cyproton acetate cũng làm giảm lượng bã nhờn được tiết ra. Trong thực tế, một số dược mỹ phẩm được sản xuất giúp giảm bã nhờn, tuy nhiên do hiếm có nghiên cứu về các sản phẩm này nên việc sử dụng chủ yếu dựa theo kinh nghiệm của bác sĩ lâm sàng. Một số thuốc thoa có thể được sử dụng như là Orthosiphone Staminios, 2% niacinamide trong một số nghiên cứu. Một vài báo cáo cũng cho thấy tính an toàn và hiệu quả khi sử dụng lột da hóa chất axit salicylic nông trong điều trị mụn trứng cá và giảm nhờ bệnh nhân có tuýp da 5 và 6. Một số loại sữa rửa mặt dành cho da nhờn mụn không chứa dầu, sáp hoặc chất béo cũng là một phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp giảm nhờn. Các loại kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và các sản phẩm đặc trị khác phải có công thức với không gây bít tắc, không sinh nhân mụn và các tác nhân không chứa dầu. Phương pháp điều trị giảm tiết nhờn thứ hai là dùng liệu pháp laser và ánh sáng. Gần đây, các phương pháp nhắm trúng đích mới tác động trên tuyến bã nhờn để điều trị mụn trứng cá đã được phát triển. Các phương pháp này đã chứng minh được tính gây ra hoại tử chọn lọc trên tuyến bã, hiệu quả trong điều trị giảm nhờn, giảm mụn và ít tác dụng phụ. Các phương pháp này bao gồm quang động học trị liệu, các thiết bị laser diode hoặc sóng vô tuyến. Laser diode ở bước sóng 1450 nanomet đã được chứng minh là cải thiện mụn trứng cá, dựa trên cơ chế quang trị liệu dẫn đến hoại tử có chọn lọc các tuyến bã. Một số phương pháp thường dùng là liệu pháp quang động, dụng cụ laser diode, dụng cụ sóng RF không đốt. Laser diode ở bước sóng 1450 nanomet cũng làm giảm tiết tuyến bã. Một nghiên cứu của tác giả Paitanka và cộng sự sử dụng các phân tử nano vàng cùng với laser diode ở bước sóng 800 nanomet và đèn hồng ngoại cũng gây ra các tổn thương nhiệt bên trong tuyến bã. Trong một nghiên cứu trên bệnh nhân mụn trứng cá ở Hàn Quốc sử dụng laser RF vi điểm đã cho thấy phương pháp này có tác dụng ức chế tiết bã nhờn. Các nghiên cứu gần đây, dù là báo cáo loạt ca hay nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, đều cho thấy các thiết bị laser và ánh sáng có hiệu quả trong việc cải thiện tuyến bã nhờn, từ đó làm nhỏ lỗ chân lông trên cơ địa bệnh nhân da nhờn mụn có lỗ chân lông to. Về chế độ ăn,
Thức ăn là một nguồn quan trọng trong việc tổng hợp các chất bã nhờn. Chế độ ăn giàu carbon hydrate làm tăng cường huyết dẫn đến tăng tạo IGF-1. Ngoài phô mai, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng có đặc tính insulinotropic mạnh, gây tăng đường huyết. Một số nghiên cứu trước đây đã từng báo cáo về tình trạng giảm tiết nhờn 40% ở bệnh nhân béo phì bị thiếu hụt calo kéo dài trong 4-8 tuần. Botulinum toxin. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy botulinum toxin tiêm trong da có thể làm giảm tiết bã nhờn và giảm kích thước lỗ chân lông. Về liệu pháp làm tăng độ đàn hồi của da, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp sử dụng thuốc uống và thuốc thoa. Retinoid thoa làm tăng tuổi thọ da qua cơ chế tăng tạo collagen ở da. Phương pháp thứ hai sử dụng tiêm hyaluronic acid vi điểm. Gần đây, tác giả Wei Kwan và cộng sự đã công bố nghiên cứu sử dụng acid hyaluronic tiêm vi điểm trên da của 42 bệnh nhân, lặp lại từ 2 đến 5 lần với khoảng cách giữa 2 lần là tiêm từ 1 cho đến 1,5 tháng để tăng lượng HA trong da, tăng độ đàn hồi da, từ đó làm giảm kích thước lỗ chân lông. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về kích thước lỗ chân lông với tỷ lệ cải thiện là 40,03 cộng trừ 18,41%. Không có tình trạng nhiễm trùng hay tăng sắc tố, tỷ lệ bệnh nhân hài lòng lên đến 92,8%. Phương pháp thứ ba là liệu pháp laser và ánh sáng. Một số thiết bị laser ánh sáng cho thấy có tác dụng làm tăng độ đàn hồi của da, từ đó cải thiện lỗ chân lông. Các phương pháp như tránh nắng, dùng các chất dưỡng ẩm cũng được các bác sĩ da liễu khuyến cáo nhằm cải thiện tình trạng lão hóa da, từ đó giảm hiện tượng lỗ chân lông to dần theo tuổi. Một số tác giả đưa ra giả thuyết kích thước lỗ chân lông có thể giảm nếu giảm kích thước sợi lông, đặc biệt trên cơ địa bệnh nhân có lông mặt dày và sậm màu. Có nhiều phương pháp sử dụng cơ chế quang nhiệt để phá hủy cấu trúc nang lông với bước sóng ánh sáng đỏ và cận hồng ngoại như laser ruby, laser alexandrite, laser diode, laser sung dài và ánh sáng IPL. Sách đưa ra kết luận lỗ chân lông to mặc dù không phải là bệnh lý trên lâm sàng, nhưng đây là một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực về mặt thẩm mỹ của nhiều đối tượng khách hàng. Dù cơ chế sinh lý phức tạp tác động bởi nhiều yếu tố, nhưng các cơ chế chủ yếu ảnh hưởng đến lỗ chân lông to như bã nhờn, lão hóa, lông dày cũng góp phần trong việc lựa chọn các phương pháp điều trị thích hợp và hiệu quả. Ngày nay, với sự ra đời của các thiết bị máy móc hiện đại đã giúp cho các bác sĩ thẩm mỹ nội khoa thêm nhiều công cụ hỗ trợ điều trị tình trạng này. Tuy nhiên, cần nhiều hơn nữa các nghiên cứu về tính hiệu quả, an toàn của các phương pháp cũng như các nghiên cứu so sánh để có sự lựa chọn tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng. Tài liệu về lỗ chân lông trong sách tóm tắt về da liễu đến đây là kết thúc. Mong rằng tài liệu này có thể mang đến những cái kiến thức bổ ích cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo.